chào cả nhà, anh Cơ Lâm Phạm Thị Giang chúc cả nhà ngày mới sức khỏe. Hiện tại mình đang ở ấp Long Thạnh, xã Khánh Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Kiệt, anh Sang, anh Minh và em Trí đến quay cưa cây. Thì trước mắt mình là cây xoài. Được biết cây xoài này khoảng 100 năm tuổi trở lên, nằm trong khu vườn của ông Hội Đồng. Cây xoài lớn này có 2 tược. Xin mời cả nhà cùng theo dõi. Em Trí sẽ leo lên cưa cây xoài này như thế nào nha. Để trước khi cưa cây xoài, nhóm cũng đã thắp hương và cúng xin cưa cho được thành công và suôn sẻ. Cây xoài này có tên lạ là cây xoài voi cả nhà. Có mấy cây đứng đứng lên cho đi dễ xuống không? Đúng được chứ. Thằng thông á.
Bị sam già quá nó sam. Thank you.
ơi. Ơi. Đến trước lúa cũng không nhậm gì chứ. Nói gì? Không có nói gì nghe. Nói gì mình buồn. Đâu kia tầm cái gì có. Cây xoài này nó có chiều cao khoảng 20 mét đó cả nhà. Được biết nãy chủ nhà nói trong vườn này vườn xưa nên cây xoài này cây xoài voi tính là khoảng gần 100 năm. Em đang dọn kéo chị Lâm. Em kéo chị Lâm ra. Em không đang cứu hai người được á, mà mình chị Lâm được. Vừa kéo chị Lâm ra vừa la anh liền á. Kéo cầu. Có tới đồ kéo. Rồi em kéo ra.
phút luôn đi chứ. Cái điều hả? Bả luôn, cái chim nó làm lỗ. Không có mặt cười mà.
Đi thủy đồng chó. Trời ơi, trời nó biết cái chữ mày. Cáo qua nó được rồi. Em tí. Ở trên là vua vua chứ thả mấy cưa xuống mình mở mấy cưa. Em chỉ sẽ đây là vua thủy 2 nè. Giờ thì em chỉ sẽ xuống cho anh mình hạ gốc nha. Không, cái lông nó để nguyên á. Từ ở dưới ấy lên tới cái căn 2 đó. Ờ. Ừ. Xuống đi vô dưỡng cho vui đâu. Anh mình anh nói anh là đàn anh anh đảm đang hết cho kêu em chỉ nghĩ đi. Yeah.
ông Kiệt đó là đúng đúng sai sai đó. Để ông Kiệt sửa lại đi. Để vậy luôn. Đứt rồi để vậy luôn, sao ngã xuống rồi đè những cái lóng bên dưới nha.